Xin chào các anh chị. Hôm nay Lâm Mộc Hương Trầm Hương Việt xin gửi tới anh chị mẫu vòng tay Trầm Hương 108 hạt mix cùng trăm Phật vàng 24K. Với xuất xứ từ thiên nhiên, phần khúc tóc được tích tụ trong rừng sâu khoảng 20 năm, sợi vòng chứa một lượng lớn tinh dầu đáng kể trầm hương. Bởi vậy, mùi thơm của sợi vòng khá ngọt ngào, một chút dư âm sẽ còn thoang thoảng đọng lại ở hai bên cánh mũi. Các vân dầu đen bóng đã xuất hiện len lỏi trên các hạt vòng. Mẫu 108 hạt tượng trưng cho 108 nỗi ưu phiền, suy tư của con người trong tam giới. Bởi vậy, người mang sợi vòng này bên mình sẽ xua đuổi được 108 nỗi lo âu trên. Cùng với đó, tạo cho người mang một cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, bình an và yên ả. Sợi vòng được mix cùng trăm Phật vàng 24K tượng trưng cho sự che chở bởi các đấng linh thiêng. Vì thế, người sở hữu sợi vòng tay này sẽ luôn luôn gặp được những điều may mắn, bình an và hanh thông. Không chỉ vậy, năng lượng tỏa ra từ trầm hương còn giúp che chở, bảo vệ cho chủ nhân khỏi những điều xui xẻo, không thuận lợi trong cuộc sống. Tham khảo thêm tại lâmmộchương.com, trầmhươngviet.com.vn.